quá mấy anh chạy. Dạ, anh ghé tao lấy tiền. Ghé tao lấy tiền vài cái luôn không? Lấy tiền mới được rồi. Anh em tao chụp cái còn cầm anh em tao chụp cái không hết rồi đó. Còn mấy cái có hùng nữa. Cầm cái bánh xe luôn. Cầm cái bánh xe. Kính dân miền Tây xin kính chào quý bà con nha. Quý bà con, nay mình vừa đi quay thu hoạch nếp bà con ơi. Nếp này quá trúng luôn. Nếp đợt sau này trúng hơn đợt trước các bà con. Có cái là giá không có bằng đợt trước thôi. Đợt trước bán được 6.000, 6.2, 6.000. Đợt này bán 5.7, 5.8. Nếp được bị trúng. Không 6.7 bao không coi. Đây là của em hai miếng hành tâm bao để tại cái gì mà chín ba mai này mà mới cắt xong hành tâm tụi mình được 18 bao mấy rồi hết bao rồi chạy lấy rồi còn có 2-3 ca còn có 4-5 cái rồi còn một nửa bên này nữa. Không kéo anh xe không còn anh về kéo anh xe quá trúng hết bao đó bà con ơi còn có 2-3 cái nữa là anh đem là 7 em mình đem là 80 cái bà con 5 công 80 cái mà hết bao anh đi mượn thêm 5 cái nữa còn biết bị gì tính luôn còn có mấy cái nữa cứ một vòng như là 5 bao đó con một vòng năm bao như là một đường lên đường xuống thôi là 5 bao là chưa xả bột nha cũng giả mà mai đứng ấy rồi còn có một cái bao nữa rồi con ơi còn cái đằng trước nữa là hết bao nữa thì hết bao 5 công mà 90 bao là công 18 bao đó con hết bao trên máy là 18 bao em mới mượn thêm cục cái đó. Mà coi như thế nào là cái mượn công 18 bao rưỡi của con hết bao rồi cho trong bò một cỡ đang lấy đi lấy rồi bao rồi bà con ơi là còn được trong bò luôn cái trong bò cỡ 2 bao á nó đang chạy lên ủa nó chạy kìa trúng quá trúng mừng quá mừng á rồi công 18 bầu cử luôn bà con ơi còn trong bò chắc 1-2 bao nữa cho cũng cỡ ngang mình 81 82 hết bao kìa ông kêu đem sao bồn kìa chạy hết nổi luôn rồi quá trúng rồi kết thúc video luôn bà con ơi còn chỉ sáu bồn nữa cho sáu bồn 1-2 bao nữa chào bà con luôn nha.